Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái cách mà kết nối cái đồng hồ thông minh sách tay của Nhật với cái điện thoại để đồng bộ ngôn ngữ và cái thời gian. Cái đồng hồ của em thì em cũng dùng cái đây vài năm rồi. Nó vẫn còn rất ok, pin tháng hết. Thì em cũng ít 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 đeo là chính, là ít đeo. Đây là trước em kết nối rồi, nhưng mà lâu lắm em không kết nối. Cái đồng hồ này thì nó không có cái nghe cuộc gọi với lại nhắn tin, nó chỉ có xem giờ thông thường, như vì nó là cách đây vài năm rồi. Còn bây giờ thì nó có thêm cái kết nối với điện thoại để nghe cuộc gọi rồi nhận tin nhắn đó, trang thông báo. Cái này thì em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bác xem cái cách kết nối cái đồng hồ này với cái điện thoại nhé. Đây các bác, đầu tiên các bác vào cái ứng dụng Google Play này, CH Play này. Các bác gõ cho em tìm cái ứng dụng Glory Fit này. Glory Fit, ri là ý dài, fit là ý ngắn. Glory Fit. Đấy, các bác chọn cái hình có hình màu xanh lá cây mà hơn 5 triệu lượt view này, à lượt lượt tải xuống này. Đấy, màu xanh ra chỗ cái con chuột em để nha, tay nha. Nó cài đặt này. Đấy, cho nó cài đặt nhá. 51,64 MB. Đấy, tùy vào cái tốc độ wifi, tốc độ 4G mà cái tốc độ tải xuống nó sẽ phụ theo. Rồi, em đặt wifi nên nó cũng khá là nhanh. Nó cài đặt trong tầm vài chục giây đó. Rồi, các bác ấn mở nhá. Vào đây thì nó sẽ có phần quảng cáo. Các bạn ấn có gọi là có đồng ý sử dụng nó không? Các bạn ấn đồng ý. Các bác ấn phần bỏ qua này, nhảy qua này. Đấy, nhảy qua tiếp này. Đấy. Ở đây nó có phần chọn nam hay nữ này, các bác chọn vào này. Em là nam này. Rồi, tiếp tục này. Các bác chọn cái chiều cao cân nặng này. 65 này. Nặng 60 cân này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có các bác nhập cái tuổi vào để mà đo theo cái sức khỏe theo cái tuổi cho nó phù hợp. Thì em cứ bỏ qua tạm bước này cho các bác làm theo đã. Rồi đây thì các bác số bước mà các bác sẽ chạy đi một ngày đó, 5.000, 7.000, 3.000 gì đó hoàn thành này. Đấy thì các bác ấn chọn cái vị này. Ở trong phần giao diện của ứng dụng nó sẽ ở đây. Đấy, nó có phần tập luyện, các bác ấn go nó sẽ đi này. Trang chủ nó bước hôm nay này. Đây, các bác trong phần thiết bị các bác tự chọn chọn thiết bị này, đó nó hiểu này. Các bác cho phép chọn vị trí này. Rồi nó sẽ tìm ra cái con F18 là cái thiết bị nào phù hợp với nó này. Nó sẽ chọn này, đó F18, nó ấn vào kết nối này. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện là kết nối đã thành công, có dung lượng pin là từng này, F18 tên thiết bị đây. Ở đây nó có nhiều phần cài đặt thông tin cuộc gọi, các bác ấn vào, chọn thông báo cuộc gọi, ok, cho phép, cho phép, cho phép là xong. À, không báo gọi ok là thông báo tin nhắn này có thể là đồng bộ với Facebook các thứ luôn này. Cho phép SMS, ok. Gợi ý app này, app ở đây thì nó có nhiều app ở đây, ví dụ là Messenger, YouTube, rồi Instagram gì đó. Đây, các bạn ấn vào đây chọn cái cho phép nó này, được phép này, hoạt động này. Rồi này. Rồi đây, có thể là chọn cái thông báo ở Facebook hoặc là thông báo Messenger tùy vào các bác chọn cái nào. Đấy thì em sẽ chọn cái Facebook Messenger. Rồi quay lại đây. Thông báo tin nhắn, nhịp tim, cài đặt nhiệt độ thì tự động đo này, nó để đặt này. Chu kỳ đo cảnh báo nhiệt độ là xem cái cơ thể mình ở mức nào là nó sẽ báo là không được khỏe chẳng hạn này. Đó, chế độ làm phiền. Chế độ giơ tay lên là màn hình sáng, bật tự động này. Báo thức thông minh. Ok, thông báo ngồi lâu, ngồi 60 phút. Đây, ngồi nhắc nhở 60 phút nó sẽ nhắc một lần đứng dậy đi cho nó đỡ này. Ok, thế là xong rồi. Vậy là xong rồi, vào đồng hồ xem.
Đây là cái đồng hồ của em sau khi đồng bộ xong này các bác này. Đó, nó sẽ báo giờ là 10 giờ 29 phút này. Đấy, tương đương với điện thoại nha. Đó, bên tĩnh giờ 10 giờ 29. Đó, nó đồng bộ theo với điện thoại luôn. Và nó có mình để tiếng Việt là tiếng Anh thì nó sẽ đồng bộ là tiếng Anh, còn nếu các bác là tiếng Hàn, tiếng Tàu, tiếng Nhật thì nó sẽ đồng bộ theo cái tiếng đó. Vì trong này nó chưa có hệ thống cho tiếng Việt nên sẽ để tiếng Romanji nó sẽ cho về tiếng Anh. Đó, rất đơn giản thôi. Rồi, chúc các bác thành công nha.